Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành quy trình vận hành tạm thời hệ thống công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé, nối huyện Châu Thành và huyện An Biên thuộc tỉnh Kiên Giang. Theo đó, công trình này được vận hành thử nghiệm trong 2 năm, sau đó sẽ xem xét sửa đổi bổ sung và phê duyệt quy trình vận hành chính thức. Nhiệm vụ của siêu cống Cái Lớn và Cái Bé là kiểm soát nguồn nước, mặn, ngọt, lợ, tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái, ngọt, mặn lợ, ngọt lợ luân phiên cho vùng hưởng lợi với diện tích tự nhiên 384.120 ha. Ngoài ra, công trình này còn kết hợp với tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình phòng chống thiên tai, nước biển dâng do bão, giảm ngập lụt úng do lún sụt đất, giảm thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn vào mùa khô cho các mô hình sản xuất trong vùng. Đồng thời, góp phần cấp nước ngọt trong mùa mưa cho vùng sản xuất mặn, ngọt, huyện An Minh, An Biên, Kiên Giang ở những năm mưa ít, tiêu thoát, giảm ngập úng cho vùng hưởng lợi của hệ thống Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Đặc biệt, công trình này còn kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực. Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé giai đoạn 1, tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, trong đó có hai siêu cống Cái Lớn Cái Bé nêu trên, hiện là cống lớn nhất miền Tây nói riêng và Việt Nam nói chung.